Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Trong tiết học trước, các em đã hiểu thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tôn giáo, sự khác biệt giữa tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan. Vậy, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo là như thế nào? Đảng và nhà nước ta đã quy định gì về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo? Thì trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp. Tình huống: cứ vào ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng là mẹ Hà lại thắp hương cúng khấn ông bà tổ tiên. Hơn thế nữa, hàng tháng, mẹ và mấy cô bạn cùng cơ quan lại rủ nhau đi lễ chùa. Thấy vậy, Hà cho rằng việc làm của mẹ là mê tín dị đoan. Câu hỏi: em có đồng ý với suy nghĩ của Hà không? Vì sao? Đáp án: em không đồng ý với suy nghĩ của Hà vì những việc làm của mẹ Hà không phải là mê tín dị đoan, mà là truyền thống thờ cúng tổ tiên và đi lễ chùa. Đó là truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay vẫn còn được lưu giữ. Ở tiết trước, cô và các em đã tìm hiểu quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan là gì rồi. Thì ở tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là như thế nào và chúng ta làm gì để thể hiện được sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2, quyền tự do tín ngưỡng, tiết thứ 2. Cô nhắc lại một số kiến thức của tiết học trước. Đây là một số hình ảnh về tín ngưỡng trong dân gian ta. Ở Việt Nam chúng ta có tục thờ mẫu. Chúng ta thấy là có thờ bà chúa xứ nè, năm bà ngũ hành nè, vân vân. Ngoài ra còn có tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên, thờ vua hùng, thờ thần tài thổ địa, thờ táo quân, vân vân. Cô giới thiệu cho các em xem một số hình ảnh về tôn giáo ở Việt Nam, ví dụ như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Tinh Lành. Vậy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan như thế nào? Cô nhắc lại kiến thức cũ đã học. Về khái niệm, tín ngưỡng là lòng tin vào một điều gì đó thần bí, ví dụ như tin vào Thượng Đế, tin vào Thần Linh, Chúa Trời. Khái niệm tôn giáo còn gọi là đạo, là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Ví dụ như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, vân vân. Về khái niệm của mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên, dẫn tới hậu quả xấu, ví dụ như bói toán, yểm bùa, chữa bệnh bằng phù phép, vân vân. Vậy thì theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng hay không? Đáp án: người có đạo là người có tín ngưỡng, bởi vì đạo là đạo Phật hay đạo Thiên Chúa vân vân là tôn giáo, mà tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở một tình huống kế tiếp. Anh Tuấn theo đạo Tinh Lành, còn chị Hương thì theo đạo Thiên Chúa. Hai anh chị có ý định kết hôn với nhau vào mùa thu năm nay, nhưng bố mẹ chị Hương đã ngăn cản vì cho rằng hai người thuộc hai tôn giáo khác nhau thì không thể kết hôn với nhau được. Thế nhưng chị Hương vẫn quyết định kết hôn với anh Tuấn. Câu hỏi: một, hành vi ngăn cản của bố mẹ chị Hương có vi phạm pháp luật không? Vì sao? 2. Theo em, quyết định của chị Hương như vậy có đúng pháp luật không? Chị Hương có thể làm gì để thực hiện được quyết định của mình? Đáp án: 1. Hành vi ngăn cản của bố mẹ chị Hương là vi phạm pháp luật vì không có điều khoản nào của pháp luật quy định hai người thuộc hai tôn giáo khác nhau thì không thể kết hôn với nhau. Hơn nữa, chị Hương đã đến tuổi lấy chồng, chị Hương có quyền tự chọn người bạn đời của mình, bố mẹ chỉ có thể đưa ra ý kiến đóng góp trong việc giúp con chọn bạn đời mà thôi. Trả lời câu số 2: theo em, quyết định của chị Hương như vậy là hợp pháp. Và để thực hiện được quyết định đó, chị Hương nên thuyết phục bố mẹ, nói cho bố mẹ hiểu rõ để nhận được sự chấp nhận của họ.
Tại sao ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới lại có hiện tượng có người thì theo tôn giáo này, có người thì theo tôn giáo khác, có người không theo một tôn giáo nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 2 La Mã nội dung bài học 4 nhỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào? Công dân đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo tín ngưỡng tôn giáo khác. Vậy đảng và nhà nước ta đã có những chủ trương và quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng đã được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 70 quy định: công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để làm điều trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Vậy thì theo các em, người ta có lợi dụng tôn giáo để làm điều xấu hay không? Cô cho ví dụ, ở Việt Nam vừa rồi có Hội Thánh Đức Chúa Trời là một tổ chức tà đạo chuyên đi tuyên truyền, lôi kéo, đối tượng là học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng hoặc người dân ở vùng khó khăn, v.v. Các đối tượng đó sẽ chia làm hai nhóm. Họ đi xe máy đến cổng trường hoặc công viên hoặc bãi biển v.v. những nơi đông người hoặc sẽ đến tận nhà người dân để trực tiếp truyền đạo. Hội Thánh Đức Chúa Trời đã lôi kéo trên 2.300 người, gây dư luận bức xúc. Việc Hội Thánh Đức Chúa Trời lôi kéo dụ dỗ mọi người tham gia giáo hội nhằm mục đích gì? Hội Thánh Đức Chúa Trời lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, làm điều xấu, dùng các tài liệu không nguồn gốc để tuyên truyền, lôi kéo người dân và có biểu hiện trục lợi. Đáng chú ý là việc thu phí của Hội Thánh Đức Chúa Trời có biểu hiện khuất tức, không rõ ràng. Theo phản ánh của một số người dân, người theo tổ chức này phải nộp 10% thu nhập mà không biết để làm gì và ai giữ. Hoạt động này đã khiến một số gia đình ly tán, sinh viên bỏ học để theo đạo. Một số người tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời còn đòi gia đình bỏ bàn thờ tổ tiên. Chúng ta làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? Chúng ta phải tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo, ví dụ như đền, chùa, miếu, nhà thờ, v.v. Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Tôn trọng lễ hội, lễ nghi của các tôn giáo. Học tập văn hóa, nắm chắc pháp luật, không mê tín dị đoan, không tin điều nhảm nhí, luôn nâng cao hiểu biết. Đây là hình ảnh của một số bạn ăn mặc phản cảm nơi tôn nghiêm, không thể hiện sự tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo. Vậy, trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào phần 5 nhỏ. Trách nhiệm của công dân là phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Tôn trọng những nơi thờ tự, đền, chùa, miếu, nhà thờ, ba chấm. Không được bài xích, gây chia rẽ những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Cô và các em sẽ cùng nhau giải bài tập. Nhân dân ở xã X thuộc ba tôn giáo cùng sinh sống, đã từ bao thế hệ, đồng bào các tôn giáo sống thân ái, đoàn kết, cùng chung sức xây dựng quê hương mình. Thế nhưng gần đây, có một vài người lại nói các tôn giáo khác nhau về quan điểm, về lễ nghi và về quyền lợi thì không thể đoàn kết được. Cứ thế, họ đã kích động gây chia rẽ đồng bào giữa ba tôn giáo nên đã có một số xích mích đáng tiếc xảy ra. Câu hỏi: em có suy nghĩ gì về tình đoàn kết giữa các tôn giáo? Câu hỏi 2: pháp luật nghiêm cấm hành vi nào về thực hiện quyền tự do tôn giáo? Đáp án: em thấy những người có kích động gây chia rẽ đồng bào ba tôn giáo là vi phạm pháp luật. Có thể mỗi tôn giáo sẽ có những phong tục, lễ nghi khác nhau, nhưng tất cả đều cùng chung một cội nguồn, cùng sinh sống trên một đất nước, nên cần phải đoàn kết gắn bó lẫn nhau để xây dựng đất nước thay vì công kích lẫn nhau. Câu số 2: pháp luật đã quy định
không được bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa từng người có tín ngưỡng, tôn giáo để làm điều trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Vậy khi biết người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm điều xấu, em sẽ làm gì? Đáp án: khi biết có người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm việc xấu, em sẽ ngăn cản họ bằng cách báo với cơ quan chức năng để họ can thiệp và giải quyết. Chúng ta sẽ đi tiếp vào phần 6 nhỏ. Nghiêm cấm. Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Bài tập. Những hành vi nào sau đây cần phê phán? A. Nói năng thiếu văn hóa khi đi lễ chùa. B. Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa. C. Đi lễ nhà thờ muộn, đọc báo, hút thuốc khi cha giảng đạo. D. Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian, tác phong và hành vi khi đi lễ. E. Nghe giảng đạo đức một cách chăm chú. Đáp án của cô: câu A, câu B, câu C. Cần phê phán. Bài kế tiếp. Những hiện tượng sau có là tín ngưỡng không? Vì sao học sinh trước khi đi thi hoặc làm kiểm tra? 1. Đi lễ để đạt được điểm cao. 2. Không ăn trứng. 3. Không ăn xôi đổ đen. 4. Không ăn chuối. 5. Sợ gặp phụ nữ. Đáp án: các hiện tượng trên không là tín ngưỡng vì không hợp với lẽ tự nhiên. Mọi người tin vào điều mù quáng, không có thật, kết quả ảnh hưởng đến công việc, thời gian, tiền của. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Bài 16 tuần 10, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tiết thứ 2. Hai La Mã nội dung bài học. Các em ghi hết phần 4, 5, 6 vào tập.
vậy, cô sẽ tóm tắt nội dung kiến thức của bài 16 Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo bằng một sơ đồ. Chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm tín ngưỡng là gì, tôn giáo và mê tín dị đoan là gì. Chúng ta cũng đã hiểu thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Công dân có quyền theo hoặc không theo. Công dân đã theo, có quyền bỏ, không ai được cản trở. Trách nhiệm của công dân. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Tôn trọng nơi thờ tự, không bài xích, chia rẽ. Pháp luật nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo để làm điều xấu, lợi dụng làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Sau khi các em đã tìm hiểu được quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, thì các em cũng sẽ nhận biết được gia đình các em cũng như bao gia đình khác trên đất nước ta có thể theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, vân vân, và có thể không theo đạo nào. Dù là đạo gì thì mục đích hướng đến cũng là làm điều thiện, tránh điều ác. Việc làm đó thể hiện sự sùng bái, tôn kính, nhớ về cội nguồn, tổ tiên, tôn vinh người có công với nước, vân vân. Chúng ta cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mỗi cá nhân và bài trừ những hủ tục mê tín dị đoan. Bài học đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt.